Nhô và mình xin chào tất cả các bạn và anh em. Hôm nay mình sẽ sử dụng anh Long T-Rex kết hợp với tộc quỷ đi băm chiêu nha. Thì bây giờ mình đi tích nộ trước cái đã. Phải biến cái dạng anh Long. Ơi ơi gì đây hả? Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, rào xong rồi. Hút vô nữa đờn phải không? Quá quen thuộc là bắt đầu xong kiếm rồi. Mình giờ là mình tạch rồi đó. Ôi. Ôi, vậy mà còn sống nè. Nhưng mà chắc mình nghĩ không thoát. Được lắm nè, dám đánh lén anh Long. Vậy thì chuẩn bị lãnh hậu quả đi. Nè nè nè, anh Long, giờ tao biến quá rồi nè, tao bật BB lên nè. Con quỷ nào đánh lén hồi nãy đâu? Này phải không, đang ăn gì vậy? Trời ơi, có anh Long vào mà ăn phỏm tới trên của anh Long đâu có được. Làm gì? Bày trò gì? Làm gì mà quýnh như vậy? Không suy nhê, vậy ngứa anh Long hả? Ơn ăn rồi nha. Mà cái thứ này mỏ hổn lắm nha các bạn. Mỏ hổn cực kỳ hổn luôn. Mình đánh thắng là chữ à, mà trong khi cũng bam vê mà. Cũng bam vê đo mà mình đánh thắng thế nào cũng chữ mình bam chiêu nè. Hoặc chữ chơi nhục nè, nè chơi thức tỉnh nè, nó chấp luôn. Đó, các bạn thấy bam vê không? Nó hút mình vô đây, bắt đầu sử dụng đạn xong kiếm. Ủa, cái đó cũng gọi là bam mà. Đâu phải không gọi là bam đâu. Nè. Ừ, bam đi. Bam đi, ta còn 5k máu nha nè, ta để hình dạng này nè, lú 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 đầu ra, chỉ cần để ta chụp đầu được cái, ta gió nè. Tao đập trong muỗng ác, tao đập xuống nè, đâu rồi, chạy đâu rồi. Ở đây, 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 đường. Hụt nè, 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 chết nè, chết nè, lướt lại, lướt lại đây, xong. Và bây giờ mình bật chat coi nha, để coi mỏ hổn như thế nào. Từ từ, bật lên cho bạn coi, bam. Trong khi tên đó cũng bam mà, ủa alo. Gì vậy anh? Gì tưởng có cái tộc người cá đó chống lưng là ngon đó hả? Ừ, không có ngon đâu. Đụng anh Long chơi rút máu. Ghê, phà rồng. Mà phà rồng bị gãy chiêu rồi. Ôi, cái chiêu đó cũng ngon lắm chứ. Cái dấu ấn của anh Long mà. Làm sao mà phà xê được. Đánh dưới đất rồi chơi với anh Long là xong rồi. Nó chạy như nữa, phun như mà phun. Nè, ta chụp đầu nè. Nó có cái tộc quỷ mà các bạn. Mình có thể bật V3 lên để giúp hồi chiêu nhanh 40% mà mình chơi. Đó, đây mới giữ nè. Giờ mình kiếm ai mình chà coi. Đây. Tên này chắc mình nghĩ chà không thoát quá. Đó, cái mình C. Combo dễ lắm các bạn, mình Z rồi mình ép, các bạn ép gần gần thôi được nè. Đó, cái mình bật V3 lên. Cái hồi cái mình hút nữa, cái mình C tiếp. Thôi chịu gì nổi. Chịu gì thấu với cái combo này. Thấu trừ luôn địa. Đơn dữ à. Dữ dằn, hai tên chia hai hướng mà chạy, rút cuộc thì cũng thuộc, rào cũng thuộc gì nữa. Nhảy đi, bằng, đúng rồi, anh Long thoát ra được rồi. Tự chụp hụt nha, cũng chết thôi. Dính cái chiêu Z mà còn có ấn ký của anh Long nữa, chạy đâu được. Giờ tới tên này, giờ bắt đầu anh Long săn ống quần lên dí nha. Chạy xong mà thoát mà chạy lại đây anh trai. Hồ ly nè. Bật tộc cũng cứu không được đâu. Chạy đi đâu, chạy với Long. Tao cũng nhảy. Tính tộc sẽ bót ở nhảy làm cha chú đây nè, nè thay bót nè, tao quém đây nè. Bắn cái gì anh Long sợ gì tao càng hết. Nó chạy rồi, chạy rồi mình có ấn ký rồi, chạy rồi, chết nè để coi. Chưa. Ngu. Ở gần luôn, chết rồi. Đúng là Long đi chung tộc quỷ bá nha. Bá cháy một chiếc lửa. Người ăn nha. Xong video này vào server thấy anh Long đi chung tộc quỷ không đi. Thấy bam bam chiêu khó săn thật sự luôn, nhất là cái ứng ký. Dễ bị gãy chiêu quá. Tự cái con hồ ly. Con hồ ly nó quay lại ăn các bạn. Ăn ghé sao mà ghé được. Nhảy hả? Để mà coi nhảy bao xa. Điện nẹt rồi ghê. Đó, cái ấn ký trên đầu đó. Chẳng lẽ mình quay lại chứ, để cho chạy càng xa. Mà hình như hết rồi. Thời gian duy trì có 6-7 giây gì đó. Dĩ theo. Tao ngu. Bay ngược dòng nè, ngu nè. Tao xê, tao chụp đầu nè. Bắn nè. Này thì phà hả. Rồng cũng chết với mình thôi. Tao ngu cục điện. Vừa thấy nó lâu cục điện ra cái nào á. Tao gầm lên liền. Anh Long xuất chiến. Ơi, anh báo. Báo lại đây anh trai. Một con quỷ đó đợn đợn đang ké gì vậy?
Rồi nó đâu rồi? Ăn được anh báo rồi, còn của con quỷ điện cái tao cũng vậy. Vậy mà con chậu điện lên đây được đâu à? Thì ra là núp dưới đây. Ủa nó bị chung dưới rồi. Thôi bỏ đi các bạn ơi, bị chung dưới lòng đất rồi. Lần này các bạn sẽ chứng kiến cảnh anh Long đại chiến với dôi ma múp. Để xem coi anh múp này làm được gì. Tại không? Anh múp chiêu cũng dữ lắm nha, cũng chiêu cũng na ná anh Long á. Nhưng mà anh Long có để là ấn ký anh voi chạy dữ anh voi. Long hút này, anh voi càng. Long nhảy xuống. Long vô. Nè, đùng. Mình còn Fury mà, anh Long mà này không có cái lóc Fury là mình nói thiệt. Bam chiêu cũng không thua kém gì anh báo đâu. Giờ anh Long cũng là meta bam chiêu đấy các bạn. Voi thì nó dở hơn một tí, anh Long nhỉnh hơn. Tại anh Long có cái ấn ký. Mà voi thì nó trâu hơn anh Long. Thức tỉnh lên. Đi đâu à, đâu à, đâu à, đeo gấp à. Đi đâu mà vội mà vành. Mà gấp phải lính mà chàng phải cái răng của anh Long. Bật tọc đồ lên nha, không có cứu nổi đâu. Đánh Long, anh Long tao quần, tao quàm ở đây rồi. Tao mở cổng trốn nè. Bây giờ có trốn đường mô, trô đường đất nào. Chạy dưới đất là địa bàn của anh Long mà. Chết. Này thì trốn với anh Long, còn ai nữa bước ra đây. Tập thỏ, tao chấp luôn. Giờ là mình thức tỉnh được, chấp thỏ để coi coi con thỏ bày trò gì. Thấy thỏ vậy nó yếu lắm, chỉ cần nó trúng chiêu nè, trúng 2-3 chiêu là nó nói ụm bò nhíu rồi có cái ấn ký lên nữa, tầm 10-11 ca máu. Đó, nó chạy đi, chạy đi. Đó các bạn thấy không, 10 ca nó giỡn đâu, ấn ký của Long lợi hại lắm. Chạy càng xa là càng nhíu. Là nó tò cái dính chiêu xê nè, dính chiêu xê cái ăn 3 chiêu là đủ chết rồi. Đấy nè. Này thì ít Kitsune này, chạy đi đâu ít. Đó là cơ hội, bị khựng tí là anh Long chớp cơ hội liền. Đâu? Đâu? Làm gì? Tộc hình mình hả? Làm gì vậy? Tao cứ biến tổ chơi với anh Long vậy. Giờ là đang tích số cao đúng không? Tích số hả? Anh Long sợ cái mặt móc nhà ngư à. Nó đập hết. Này thì thích số. Long tan sức lực sung mãn. Còn tên này đang bắt đầu cái cuộc hành trình trốn chạy. Như mình thấy có tên cổ miếng máu nè. Đây mình ăn tên cổ miếng máu đi. Mình xê lại mình vét cái xong rồi. Đập. Con quỷ nó cũng lè tè ăn ké ha. Tao cũng vậy mà tên này còn sống. Sống dai như đĩa trâu vậy. Không sao nè, chết với anh Long nè. Còn con nào nữa, con nào để nó lén này phải không? Ủa con này nhỏ cấp hơn. Vậy là có con kia là nó trời, nó bay nó trên trời tỉnh dậy. Là đây. Tao cái con kia nó trời bay trên trời xả tơ không à. Mẹ chết nè. Chết. Tao gây ta bay xúc anh Long đá như đá ra xin nè. Chết. Có ấn ký của anh Long thấy ghê chưa các bạn? Quá dữ dằn. Hút lại. Ôi chà, ôi chà. Mấy tên này nguy hiểm quá. Giờ hút gì nữa? Giờ bắt đầu là nó chơi những cái trò mà bây giờ nó phối hợp luôn rồi. Giờ một thằng chơi đâu có lợi anh Long đâu. Giờ hai đứa phối hợp chà anh Long luôn rồi. Anh Long giờ chiêu đâu anh Long chơi. Có quỷ tơ đó tức. Này đánh 1-1 đi là thấy cái cảnh đó. Đang đánh con này, có con kia nhảy vô chà. Chờ phối hợp heo. Được lắm, chờ đánh không lợi anh Long. Hiện giờ chỉ có phối hợp đồng đội mới chơi nổi với anh Long thôi. Chơi bình thường sao lỡ. Thôi được rồi các bạn ơi. Random cái nữa rồi nghỉ. Dạ là mình cũng đã vừa cho các bạn xem cái quy lực của anh Long khi mà kết hợp với tập quỷ. Quá kinh nha các bạn. Bam chiều nói dữ dội. Lãng hoạn anh báo chơi với anh Long thì cũng phải cẩn thận đó. Vẫn chơi đâu. Kitsune đụng anh Long là lãng hoạn đó nha. Nguy hiểm.